You make me feel like I'm awake. I don't know why you make me shine like a star in the sky. I'm okay. Chiều ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cặp đôi siêu phẩm nhà đẹp với một căn bên tay trái màn hình ngang 4m2, nửa hậu ra 7m, độ dài 20m nha quý vị. Đang giao bán với giá 8 tỷ 200 triệu thương lượng, và căn bên tay phải với diện tích ngang 4m2, sâu vào 20m đang được giao bán với giá 7 tỷ 2. Hai căn nhà mình thì có khoảng sân vườn rất là rộng rãi, rất là thoáng mát luôn. Và chúng ta sẽ đến với căn bên tay trái, căn nhà diện tích to hơn. Đấy, hướng tây nam nha quý vị. Tây Tứ Trạch, một cặp đôi siêu phẩm nhà đẹp tọa lạc tại trục đường chính Lê Đức Thọ thuộc phường 6 Gò Vấp, gần với ngã tư đường Lê Đức Thọ và đường Nguyễn Văn Lượng nha. Căn nhà cặp đôi nhà phố rất là đẹp, rất là sang luôn. Đường trước nhà là con đường rộng 4m, đường thông, xe hơi khai đầu vào nhà được luôn. Con hẻm một xẹt có trục đường số thuộc đường Lê Đức Thọ thuộc phường 6 Gò Vấp nha anh chị. Chúng ta sẽ có một lớp cổng sắt 4 cánh phía bên ngoài, khoảng gara đậu ô tô, khoảng sân vườn thì rất là dài, dài phải tầm đến tầm 8-9m gì đấy, đậu thoải mái xe hơi và xe máy phía ngoài này nha. Khu vực gara đây thì sẽ được trang trí cây xanh và làm mái vòm. Căn nhà có khoảng sân vườn rất là đẹp, rất là thông thoáng luôn. Ngang 4m2, dài 21m, nửa hậu ra 7m nha quý vị. Nhà xây mới cực kỳ đẹp, cực kỳ là đẳng cấp. Hướng Tây Nam, Tây Tứ Trạch. Căn nhà có khoảng sân vườn quá đẹp, quá là rộng rãi và thoáng mát luôn. Đây, rất là hiếm nhà tầm giá này mà có khoảng sân to như này nhá. Sân vườn to chả bá lửa, chúng ta thoải mái ra đây ngồi thư giãn, nấu nướng ngoài này. Chủ nhà có trồng rất là nhiều cây cối ở ngoài này rồi. Căn này to hơn, giao 8 tỷ 2, căn kế bên thì có 7 tỷ 2 thôi. Có một lớp cửa nhôm sifa 4 cánh. Đây là không gian phòng tiếp khách. Tường ốp nhựa và trang trí tivi 55 inch sofa, trên có đèn chùm, đèn led thạch cao đầy đủ. Cầu thang ốp đá hoa cương đen áp sát tường. Nửa hậu phía sau, nửa hậu tầm một khúc phía sau ra 7m nha. Sâu vào 21m. Trong này thì tặng bàn ăn 6 ghế, tủ lạnh 2 cánh, bếp thì làm tủ bếp của An Cường, trên có quạt trần. Đấy, trang trí rất là đẹp, rất là sang luôn. Khu vực phòng bếp ở đây thì rất là rộng. Đấy. Còn nửa hậu ra 7m. Rất là rộng rãi luôn. Xây chắc được tầm 12 mét nha quý vị. Sân 8-9m rồi. Căn nhà này thì cả sân, cả nhà thì dài được 21m. Nửa hậu ra 7m nha anh chị. Trên thì chúng ta sẽ được làm trần ốp inox đời mới này, quạt trần. Đấy, nửa hậu rất là rộng rãi, rất là thoáng mát. Hướng Tây Nam, đường trước nhà 4m, xe hơi quay đầu vào nhà được. Đường thông, hẻm một xẹt của trục đường số 20-30 thuộc phường 6 Gò Vấp, thuộc trục đường Lê Đức Thọ, phường 6 nha. Đây thì rất là gần với ngã tư đường Lê Đức Thọ và Nguyễn Văn Lượng, cũng như là ngã tư đường Nguyễn Oanh và Nguyễn Văn Lượng. Đấy, có khoảng sân rất là rộng rãi và cực kỳ thoáng mát rồi. Những anh chị cô bác nào đang có nhu cầu tìm một căn nhà mua để ở nghỉ dưỡng thì đây là một trong những sự lựa chọn sẽ quá là tuyệt vời nha.
và di chuyển lên trên. Chúng ta sẽ đến với không gian tầng lửng. Tầng lửng nhà này sẽ được bố trí phòng số 1 nha. Gara, ô tô và phòng khách ở dưới rồi. Chúng ta làm phòng ngủ ở trên tầng lửng nha mọi người. Có 4 phòng ngủ. Thiết kế trệt lửng 3 lầu, 4 phòng ngủ có 1 phòng master. Đấy. Căn nhà thì ốp sàn gạch giả gỗ toàn bộ, có giường, tủ, máy lạnh, bàn trang điểm, kệ tivi đầy đủ hết luôn. Hướng tây nam. Đây thì có nhà vệ sinh số 2. Anh chị cô bác nào muốn sở hữu một căn nhà có cái diện tích đất lớn và có sân vườn to thì hãy gọi trực tiếp về Nam Hưng đi xem ngay căn nhà này nhá. Ngang 4m2, nửa hậu ra 7m, sâu vào 21m nha anh chị. Di chuyển lên trên không gian lầu 1, chúng ta sẽ đến với phòng ngủ số 2, phòng master. Trên này thì ốp gạch giả gỗ luôn, giường 2m kèm với kệ tivi, máy lạnh, tường ốp nhựa trang trí nhá. Căn nhà trang trí quá đẹp, quá rộng rãi rồi. Ban công đúc 1m2 ra phía ngoài, trồng cây xanh phát tài núi. Đấy, căn nhà có cái khoảng sân vườn phải tầm 9m. Đấy, sân vườn đậu thoải mái, xe hơi, xe máy vô tư phía ngoài. Quá là rộng rãi luôn nha quý vị. Đất công nhận lên tới cả 100m². Có phòng thay đồ, tủ phía bên đây. Và cuộc toilet thì quá là rộng to chả bá lửa luôn. Lavabo rửa mặt gương led, gạch ốp cao đụng trần, có bồn tắm nằm, vòi inox đen, bồn cầu khối. Mọi người xem video nhớ thả like, bấm chuông và đăng ký kênh nha. Có nhận xét gì về căn nhà phố có cái sân to này thì hãy gọi trực tiếp về tới bên em. Nhớ bình luận thoải mái xuống dưới video. Di chuyển lên trên lầu 2 sẽ là phòng ngủ số 3 và số 4 nha. Trên này chia làm hai phòng, toilet nhỏ. Đấy, hai phòng cũng cân đối, có cửa sổ bên hông. Giường tủ, kệ tivi đầy đủ hết luôn. Này đang hot những cái tấm mảng inox ốp trên trần này. Toilet thì làm nhỏ thôi. Đấy, trên này thì làm hai phòng ngủ sao vậy, bố trí toilet riêng, làm toilet nhỏ, có cửa sổ ra dính trời hông. Và nhà mình thì căn giao 72, một căn giao 82 nha. Thương lượng. Nè, phòng số 4. Cũng có toilet riêng luôn. Giường, tủ, quần áo, kệ tivi đầy đủ hết rồi. Có ban công ra phía ngoài. Đường thông 4m. Xe hơi vô sân được. Nói chung là đánh lái vô được. Do nhà mình cái sân nó rộng. Di chuyển lên trên lầu 3, chúng ta sẽ đến với không gian phòng thờ và sân thượng giặt phơi đồ. Trên đây thì chủ nhà không có làm sân thượng trước, để có chút ban công để trồng cây xanh thôi. Phòng phòng thờ thì làm rất là rộng luôn, thoải mái chúng ta thờ ở đây. Và phía sau sẽ là khu vực sân thượng cho anh chị giặt phơi đồ thì cũng quá là rộng và chưa làm khung sắt nha. Có cầu thang sắt di chuyển lên trên nóc. Trồng cây xanh và trên nóc thì có bình nước và máy nước nóng năng lượng mặt trời rồi. Đấy, anh chị cô bác quan tâm đến căn nhà này chứ alo trực tiếp về tới em Hưng. Và video của bác Hưng đến đây là kết thúc rồi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.